Đẹp không? Vừa luôn đúng không? Vừa zin luôn. Đấy. Cái này là để đi ăn cỗ này, đi đi chợ này nhá. Còn đi đi làm thì mình đeo ủng rồi đúng không? Chầm chéo đấy, chầm chéo đấy cả nhà ơi. Ôi rồi không cả nhà hôm nay tắm nắng. À lúc nãy anh vừa thấy em bé rồi, em bé lớn nhanh quá nhỉ. Giật làm gì, không cần giật đâu. Tranh thủ trời nắng giật à, cũng giật để cho nó thơm. À, cháu Hiệp chia sẻ với quý khán giả một chút nhé. Hiện tại thì cháu Hiệp đã có được hơn 1 cân lạng, à hơn 1 cân cao ngựa bạch. Đấy, cô bác anh chị mà có nhu cầu mua cao ngựa bạch về để mà sử dụng thì liên hệ với cháu Hiệp nhé. Đợt này thì cao ngựa bạch rẻ hơn nhiều so với đợt cháu Hiệp bán trước kia là 1.4 triệu. Đợt này thì cao ngựa bạch rẻ hơn một chút, nên là các bác mua thì nhanh tay liên hệ với cháu Hiệp, chỉ có 10 lạng thôi. Nên là mọi người ai mà gọi điện trước thì sẽ ưu tiên. Đấy, còn nếu mà chậm thì không có đâu. Đợt này chỉ có 10 lạng thôi, bởi vì nhiều người mua quá. Cháu Hiệp xin chào cô bác anh chị và mọi người. Tiếp tục quay trở lại với cháu Hiệp nhé. Chẩm chéo đây, mọi người ăn chẩm chéo liên hệ nhé. Hôm nay thì vào nhà Xí Ngọc. Đó. Nghe bảo là em Ngọc ở nhà nên là anh em mình vào luôn. Đây. Nước lau sàn đây. Đấy, để đây. Mang vào hai lọ cho Xính Ngọc. Em ơi, Hà Nội phố. Tặng Ngọc này. Cái này để làm gì biết không? Hả? Xua sò chê. Đúng rồi đấy, đúng. Cất đi, cho hai lọ nhé. Hai lọ kia tí anh mang đi cho say, Xính nhé. Rồi, cất đi. Rồi. Đang nấu cơm à? Nấu cơm cho anh à? Ôi giời ơi. Ngọc về ăn trưa xong tí lại đi hả? Ngọc đi lấy cái thùng kia về. Cái thùng xốp đấy. Người đàn ông của gia đình ấy. Trứng này với bắp cải xào. Món gì nữa? Thế là ngon quá rồi. Nhỉ? Yeah. Anh thật anh đi bản anh ăn cơm với bọn em anh cảm thấy ngon lắm. Đấy, lúc nãy tự mang cái kia xuống à? Anh kẹp cái này vào đi. Đi đón vợ hay là vợ tự về đấy? À, vợ tự về. Ngọc phải đi đón chứ, vợ mình mà. Nhưng mà Ngọc cũng lái xe đi rồi. À, lái xe đi. Cái này thì làm nước chấm đi. Đấy, Xính đang nấu cơm để đãi anh em mình nhá mọi người nhá. Tuy nhiên thì cái nội dung chính ngày hôm nay vẫn là cái thùng này. Anh em mình xin được chia sẻ là cho vào trong nhà không ơi. Cho đến thời điểm hiện tại thì vợ chồng Xính Ngọc vẫn đón nhận được rất là nhiều tình cảm đến từ cô chú anh chị nhà hảo tâm và mọi người. Và tiếp tục món quà này là của một cô rất quen thuộc nữa. Chút nữa cháu Hiệp sẽ cùng với hai vợ chồng bật mí cho mọi người cùng biết đó là gì bên trong. Thì anh em mình cảm thấy rất là xúc động cũng như là cảm thấy biết ơn khi mà bất cứ hoàn cảnh nào được chia sẻ lên. Sau khi đã được giúp đỡ xong rồi, vẫn có những tình cảm, vẫn có những món quà được gửi về, được gửi gắm về. Do vậy là anh em mình rất là trân trọng cái điều đó. Anh em mình đi đường, anh mình nói vui với nhau là các em vẫn chưa thể nào mà hết duyên. Hay nói cách khác là các nhà hảo tâm vẫn chưa buông tha cho các em. Nói như vậy thôi chứ thực tế là anh em mình quý lắm, quý những món quà như thế này. Tuy nhiên thì bây giờ xem là các em đang nấu nướng gì để đãi bữa cơm hôm nay bữa trưa. Cái này là của cô An McDonald nhé. Vâng ạ. Ở bên nước ngoài. Vâng. Cô gửi cho anh là 4 thùng cơ. Tức là mỗi lần anh đi hoàn cảnh nào là anh sẽ mang đi cho các em để các em sử dụng. Và cháu Hiệp cũng
nhảy mất của cô một lọ để lau nhà cháu Hiền cho nó thơm. Bởi vì là mở ra thì là nước lau sàn của cô An McDonald, cô gửi cho cháu Hiền 4 thùng. Thì cháu Hiệp rất là cảm ơn cô đã có những cái món quà, từ những cái sinh hoạt rồi là đến những cái món quà tinh thần vật chất gửi đến cho các cháu. Thì hôm nay cháu Hiệp mang cho Say 2 thùng, 2 lọ này, và mua mang cho Xính 2 lọ để các em lau sàn cho nhà cho sạch thơm. Đây là món quà của cô An McDonald, cô gửi cho cháu Hiệp là như vậy. Thì thông tin tới tất cả mọi người về những cái món quà rất là ý nghĩa như thế này. Các em sẽ có nhà thơm, nhà sạch, nhà mát. Đấy, em mỗi lần mình lau là mình bỏ cái nắp này ra, đổ cái nắp này không đổ ra nước, hiểu chưa? Vâng ạ. Ừ, đấy. Đấy, đầu bếp Xính đây, Trọng chia sẻ cho các cô các bác xem. Bình thường là Ngọc nấu hay là em nấu? À, bây giờ Ngọc đi làm thì em nấu nhiều hơn Ngọc. Ừ. Vâng. Thế buổi trưa thì thường thường là Ngọc ăn ở công ty à? Đúng rồi, Ngọc mang cơm xuống đấy thì... Mang cơm dưới đấy. Mang cơm thì lấy cái gì nấu mang đi? À, cơm nấu, với cái gì? Nấu cơm với lại rau bắp cải thôi. Rau bắp cải xào. Vâng. Đấy. Có nấu trứng thịt gì cho vợ đi ăn không? À, cũng nấu nữa. Cũng nấu hả? Vâng. Hôm nay chồng bảo về ăn hay là như nào? Hôm nay thì hôm qua thì Ngọc nghỉ một buổi rồi thì hôm nay Ngọc cũng về ăn. À, tí lại đi hả? À, mấy giờ làm? 1 giờ. Mà một ngày là được 120.000 nhỉ? Đấy, làm ở đây có mệt không? Có hả? Nhưng mà cũng mình cũng không biết đi làm gì để kiếm tiền thì thôi cố gắng nhỉ? Xính bảo là buổi sáng là em đi sớm, sau đó là ăn trưa xong tranh thủ là đi cắt cỏ hả? Cắt cỏ với cắt rau lợn. Xong là tối là trở về. Đấy. Đấy. Xính ở nhà là cũng hỗ trợ cắt cỏ các thứ phải không? Đấy, rất là chăm chỉ. Ôi ôi. Các em xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được có những cái tình cảm. Đen về. Mặc quần vào nhanh lên. Cắt chim bây giờ. Nát chim. Điện điện. Nát luôn chim vào đây. Nát chim. Nát chim cho họ. Nát chim. Anh uống nước đi. Ừ, anh xin. Trước khi ăn cơm mình mở thùng quà tí đi nhỉ? Anh cũng chưa mở đâu, vì cô gửi đến thì anh vẫn chưa mở mà. Vâng. Ừ. Em lấy dao ra đi. Để mở ra sau đó là ăn cơm. Vâng. Tắc đường à? Xe Trọng có tắc đường không đâu nhỉ? Xong xe tắc đường không nhỉ? Ơ chúa chết lột bộ đi sao? Chắc không vướng đâu. Vướng thì chỗ đấy chắc cũng sướng nhấc được má. Đúng không? Vâng. Không vướng đâu nhỉ? Con thích nhận quà nữa không? Hả? Ngọc, con thích nhận quà nữa không? Có hả? Có chứ, đúng không? Nhận quà ai chả thích anh, anh sẽ ước đừng mở hết, mở đất đô đâu. Đấy. Cái gì đây? Wow. Ngọc ấy đi, mở quà đi. Bảo thích nhận quà mà thấy quà lại chả mở thế này. Đúng không? Đeo luôn, thử luôn.
Anh xem là bao nhiêu tiền đôi này? Quá đắt, quá đắt. Đeo thế nào? Con to. Con trâu khó thế. Thứ à. Không sao, đen được, em đi làm mỏ quặng thì em phải đen là đúng rồi. Nhưng mà lại mặc cái váy rườm rà đấy. Hụ đúng không? Đẹp. Đây, em đi như này quay cho bà xem một tí. Đấy. Đẹp không? Vừa luôn đúng không? Vừa zin luôn. Đấy. Cái này là để đi ăn cỗ này, đi đi chợ này nhá. Còn đi làm thì mình đeo ủng rồi đúng không? Wow. 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 Nhiều thế. Cái này chắc là cho thằng con trai rồi. Đúng rồi. Còn kia là chắc là cho đứa gái là đứa gì nhỉ? Dính với gì? Dính của mình. Con trai là gì? Con trai Con trai tên là gì? Cây bé tên là Hùng. Hùng à? Đây quên mất. Ô, cái này là dép à? Dép gì đáng yêu thế? À, dép trẻ con đi trong nhà nhỉ? Này, dép bằng vải. Cái gì đây? Mở hết ra xem nào. Úi, không thấy tên, à không thấy giấy gì, chắc là dành cho gia đình em hết thôi đúng không? Cái này là để đựng nước đi làm được này, hay là đựng đồ ăn nhé. Ngọc đi làm ấy, đựng cơm vào đấy được này, hoặc đựng nước ấy, nghĩa là đựng nước xách nước đi để buổi trưa mình nghỉ mình uống được. Chắc là một phần là của anh như nào đấy. Đây. Bởi vì lúc mà hôm qua tối bà gọi điện cho cháu là có một cái gì đấy là của anh như nào đấy. Yeah. Vâng. Tí nữa anh ăn cơm xong anh em mình gọi bà nói chuyện xem nào. Vâng. Cái này là mang nước đi làm nhé Ngọc nhé. Rửa sạch cho nước vào đây nó giữ ấm này. Đấy. Xem nào. Đây có rất là nhiều này. Cái này là cái gì đây? Kẹo à? Cũng là kẹo đúng không? Bánh cúc cai mè. Đấy. Của Phước Lộc. Ngon quá. Đẹp quá. Hai hộp bánh Dainisa. Hai hộp bánh rất là đẹp. Bên này là cái gì đây? Cái này là anh chưa thấy bao giờ. Này là cũng là kẹo thôi ạ. Kẹo Hàn. Đúng không? Đó. Dép nhiều quá nhỉ. Dép xong kia cũng là kẹo nữa. Dép này chắc là cho dính rồi. Trong nữa thì sẽ hỏi kỹ hơn. Gọi điện trực tiếp trao đổi với bà xem là như thế nào. Đấy, xính biết quà của ai không? Biết. Bà Nam Bình Dương. À. Hôm qua bà gọi cho em à? Đúng rồi, hôm qua. Bà bảo như nào? À, bảo là bà có gửi một thùng bánh kẹo về cho hai vợ chồng cháu, thì hôm có ở dưới thùng thì cũng có một phần là của anh như nào đấy. Hôm nào em nhận được thì em gọi cho bà. À. Để bà chỉ cho. À, để bà chỉ cho hả? Vâng. À, rồi. À, anh em mình đã trao đến tận tay là thùng quà của bà Năm ở Bình Dương, cô Năm ở Bình Dương. Cô đã hỗ trợ rất là nhiều bên cạnh bà An rồi là bố mẹ nuôi. Thì bà Năm ở Bình Dương cũng không khác gì là một người bà của các em. Bà rất là tuyệt vời. Đến thời điểm hiện tại bà vẫn có những cái thùng quà, những món quà rất là thiết thực. Đây, cái này là cho vợ. Đấy. Nhưng mà để đi chợ đấy, đi ví dụ đi cỗ, đi bàn các thứ thì đeo cho đẹp nhé. Còn đi làm với ở nhà mình đeo dép cũ thôi. Mình phải biết tận dụng những cái, phải biết chia những cái món đồ ra để phù hợp với hoàn cảnh, ngữ cảnh. Đấy, thì anh em mình cũng rất là bất ngờ bởi vì là tự nhiên thấy anh bưu tá anh bảo là có một thùng hàng không đồng của anh Hiệp mang lên thì có hạt điều này, dép rồi bánh kẹo rất là nhiều, toàn bánh kẹo đồ đắt với cả dép rất là đắt này. Và cả những cái đồ sinh hoạt dành cho Ngọc để cho Ngọc đi làm ở công xưởng. Đấy, qua đây thì cháu Hiệp chân thành cảm ơn bà Năm đã luôn luôn động viên, luôn luôn có những cái món quà động viên tinh thần tới hai vợ chồng. Đây không phải là món quà đầu tiên mà cũng có lẽ là chưa phải là món quà cuối cùng. Bởi vì là như cháu Hiệp đã nói từ đầu ấy, là các em sau khi được giúp đỡ nhưng mà tình cảm và những món quà của các bác vẫn luôn luôn đến để mà động viên cho các em. Do vậy là rất là quý. Thế nên là anh em mình đã trao tận tay. Trong nữa thì cái phần nào của cháu Hiệp thì cháu sẽ xin để mà đi đường hoặc là
Như nào đấy có trẻ con thì sẽ chia cho các bạn nhỏ. Còn phần của Xính Ngọc thì vẫn là Xính Ngọc. Bây giờ thì sẽ nhường lời cho hai vợ chồng để hai vợ chồng có đôi lời gửi gắm tới bà Năm. Đó. Cháu xin thứ cũng xin cảm ơn bà Năm rất là nhiều. Bà đã một thùng bánh kẹo với lại dép rất là nhiều để cho hai vợ chồng cháu. Cháu cũng rất là cảm ơn bà rất là nhiều. Cháu chúc bà có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn. Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ. Cháu cảm ơn bà Na rất nhiều. Bà Na đã cự một thùng đồ bánh kiệu rất rất nhiều người chồng cháu. Cháu xin cảm ơn bà Na rất nhiều. Cháu chúc bà Na luôn mạnh khỏe. Xong hết rồi. Gọi ông mùa ý giống muốn chát rồi. Cầm gá tuồn chỉ chín một báo hết báo rồi. Mua nhiều hải ăn hải củ rau rồi. Ây da, thêm mồm. Hấu nửa mũi. Bua cho. Đây. Ta. Mua. Cái này chưa thấy bao giờ. Ngồi cơm đi. Gãy luôn dị vào cho. Gạt điên rồi, bà. Mua chồng chéo nhà cháu Hiệp thì đây, này, đổ thoải mái luôn. Bởi vì là ở đây có một cái lớp màng. Bình thường là sẽ là màng giấy bạc, nhưng mà đối với sản phẩm chầm chéo nó khô rồi thì không cần giấy bạc, mà chỉ cần có một cái lớp mà đây, bên dưới một lớp giấy bạc nữa, bên trên là một cái lớp gần như là xốp xốp đấy, bên dưới là một lớp giấy bạc ép thoải mái, vận chuyển thoải mái. 49.000 một lọ, chấm tất cả mọi thứ trên đời. Mọi người có thể chấm gà, hải sản, chấm rau củ quả các kiểu. Đấy, đặc biệt là bây giờ vào mùa hè rồi, mọi người ăn quả thì chấm thì tuyệt vời luôn. Đấy. Bóc thì mọi người có thể bóc theo nhiều kiểu nhé. Cháu Hiệp thì tận dụng vào móng tay như này. Quả thơm. Cho cái bát phồng. Có nhiều bát hết, ai nữa? Còn có vị khách nào nữa? Không có rồi. Có chanh thì mình sẽ vắt một ít chanh thôi là tuyệt vời, không có chanh thì mình sẽ cho nước canh này vào được. Đấy. Mọi người cứ bảo quản nơi khô ráo thoáng mát là được, không cần phải cho vào tủ lạnh đâu mọi người nhé. Đối với những sản phẩm khô như này thì mình bảo quản rất là dễ. Mời đi, mời mọi người ăn cơm cùng với anh em mình đi. Nào,
Cảm ơn vợ chồng đã làm cơm tiếp đãi anh em nhé. Không có gì. Hôm nay lại tiếp tục ăn một đàn gà với cả một vườn rau. Cái này là tự trồng rồi hay như nào? Mua về đâu nhỉ? Mua? Vâng. Ừ. Thế còn thịt treo này lấy đâu? Thịt treo này là cũng lấy cho nhà bếp về. Nhà ai? Nhà bếp bên kia thôi. À. Vẫn còn à? Còn một tí thôi. Cái này là để nấu với rau thì này, thịt treo nó trong vắt như thế này mới là ngon này. Đấy. Đi mời đi, mời đi, mời cả nhà ăn cơm đi nhé. Vâng, mời ăn cơm nhé. Ừ, mời đi. Cháu mời các cô các bạn ăn cơm nhé. Mời đi, ngồi ăn đi. Ăn xong rồi đi làm, bây giờ 12 giờ rồi, ăn xong Ngọc phải đi là đúng rồi. Vâng. Đấy. Để tất cả mọi người dùng cơm với anh em mình nhé. Xính có ăn được đấy này, chẩm chéo này. Có. Nó không cay lắm đâu. Trẻ con cũng vẫn ăn được bởi vì là tỷ lệ pha cái ớt cay nó không nhiều đâu. Thơm lắm. Thịt treo mà xào với rau thì quá tuyệt vời, cái mỡ nó ra nó ngon. Ừ. Ăn như ngọc nhá, không ngại đâu. Bà ơi, cái nào là của anh Hiệp? Con xin bà nhé. Dạ vâng. Đây, còn là tất cả là cái dép này thì như nào bà? Cái dép con này này. Dép ta cho Ngọc. À cho Ngọc à. Không, cái này Ngọc không vừa đâu. Cái dép nhỏ mà. Không, cái dép nhỏ đó con cho ai là con cho. Vâng, thế là thấy vừa ai thì cho đúng không bà? À đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Cái dép đó là cho Ngọc mà. Rồi, rồi, con biết rồi ạ. Có đôi dép lớn mà. Vâng, có đôi dép lớn của Ngọc đây, vừa cho Ngọc đeo thử vừa đẹp lắm mà. Và 30 số 37 vừa rất là vừa ngọc. Rồi con cảm ơn bà nhé, con đã trao đến nhà cho Xính với Ngọc rồi. Rồi rồi, cảm ơn con nhiều. Vâng, con chào bà. Dạ. Ngày nào đó không lâu bà đi về chỗ Xính bà thăm đó. Dạ vâng, nhất trí bọn con sẽ đón bà. Vâng, con sẽ đưa và đón bà lên đây. Rồi, 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 ok. Vâng, vâng, thế bà nghỉ trưa đi nhé, con chào bà đây. Dạ. Dạ, con chào bà. Rồi, rồi, vâng. Có cái bình nhỏ nhỏ. Đúng rồi, bình nước đó đem theo là để uống nước nóng mà. Nước nóng là đem theo uống, đừng có uống nước suối, nước đồ mà nó, cái con đĩa, con đồ nó khó chịu lắm đó, nghe chưa? Vâng ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Rồi. Vâng. Con bay. Vâng. Vâng. Cái đôi dép nhỏ nhỏ đó con coi đứa nào nhỏ cho người ta đi nha. Vâng ạ.